Sự thật thú về động vật phần 6. Rùa biển có khả năng đáng kinh ngạc trong việc quay trở về nơi chúng sinh ra để đẻ trứng. Điều này được gọi là bản đồ cảm xúc và liên quan đến hệ thần kinh đặc biệt giúp chúng ghi nhớ môi trường từ xa. Dù đi xa hàng nghìn dặm, rùa biển vẫn có khả năng trở về vị trí nguyên thủy để bảo vệ giống loài. Điều này cho thấy khả năng tuyệt vời của rùa biển trong việc định hướng và ghi nhớ.